Bài tập áp dụng phương pháp hành trình để ghi nhớ 50 từ ngẫu nhiên và em đã thực hiện trong vòng 15 phút. Cây đa, cầu long biên, trà sen, đàn hương, nón lá, ao sen, con ong, quạt giấy, bánh chưng, gạo nếp, mâm cỗ, chim én, áo dài, bát tràng, mùa xuân, cá chép, đua thuyền, cây cọ, họa mi, lễ hội, đèn lồng, con thỏ, cái lược, xe đạp, cờ đỏ sao vàng, hồ Hoàn Kiếm, rừng núi, câu cá, bảo tàng, bức tranh, đám cưới, quả măng cụt, hội lim, bông hoa, trường học, hát ru, sông nước, phố cổ, nhà sàn, đàn guitar, bàn hờ, mái ấm, thợ làm bánh, đá quý, làng quê, mây trắng, ngựa vằn, con rồng, lễ hội pháo hoa, trang phục truyền thống. Và em xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của em.